Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì ở cái video trước em có giới thiệu cho mọi người cách tạo Gmail cũng như là cách tạo cái kênh YouTube. Và tiếp tục cái video hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách để chúng ta vào cái trang Facebook của chúng ta để chúng ta chỉnh sửa rồi cài đặt ảnh bìa cũng như là đăng những cái video nha. Và những cái em làm hướng dẫn đều là trên điện thoại nha mọi người. Thì trước tiên á, chúng ta muốn làm được cái YouTube thì chúng ta phải có Gmail và chúng ta cài đặt kênh bên cái phần YouTube này đã xong rồi. Em sẽ vào cái kênh mới nha. Đây. Đó, đây là cái kênh của chúng ta. Thì kênh còn mới luôn mọi người, chưa có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra. Để làm được một cái YouTube á, thì trước tiên mọi người phải có cái Google Chrome này cho em ha. Trình duyệt Google Chrome. Đây. Rồi. Cái thứ hai là mọi người phải có cho em là một cái ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, đó chính là cái Keymaster. Đây mọi người thấy ha, cái Keymaster. Rồi. Thêm một cái ứng dụng nữa chính là BigArt. BigArt này là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh bìa cũng như là cái thumbnail á, tức là cái hình mà đại diện mà khi mọi người kéo lên kéo xuống trên YouTube chúng ta thấy cái ảnh bìa của cái video người ta là nó. Và cái thứ ba mọi người cần có cho em thêm một cái ứng dụng nữa, đó chính là cái CapCut. CapCut này cũng là một trong những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh được người sử dụng rất là nhiều trên điện thoại hiện nay. Cấp khúc này với Keymaster là ứng dụng em thấy được sử dụng nhiều nhất nha. Đó. Và khi chúng ta làm một cái YouTube á, chúng ta có hai cách để chỉnh sửa. Một, chúng ta lên cái Google Chrome, hai là chúng ta sẽ lên cái YouTube Studio. Thì mọi người cứ vào CH Play ha, nếu chúng ta sử dụng máy Android, còn sử dụng cái iPhone thì giúp soi giúp em. Chúng ta nhấp vào là YouTube Studio. Đây mọi người, YouTube Studio. Thì mọi người chỉnh bên cái đâu cũng được cả, nhưng em thì em thích chỉnh trên cái Google Chrome hơn, tại vì nó sẽ chuyển qua được cái giao diện máy vi tính, nó rất là thoải mái, với lại em thấy nó có nhiều cái thông tin cái hữu ích hơn là cái YouTube Studio. Thì bây giờ em sẽ vào cái phần Google Chrome nha mọi người ha. Rồi bây giờ khi chúng ta vào một cái Google Chrome đi, mọi người sẽ nhấp vào cái phần youtube.com ha. Thì như thế này mọi người, nó sẽ ra như là bên cái ứng dụng YouTube luôn. Chúng ta thấy là ba chấm ở phía trên góc bên phải màn hình ha. Mọi người nhấp vào giùm em. Mọi người nhấp vào là yêu cầu trang web cho máy tính. Bắt buộc là chúng ta phải chuyển sang cái chế độ cho máy tính nha. Mọi người để bên điện thoại thì mọi người không thể nào làm được. Đây. Sau đó mọi người sẽ thấy phía bên phải này có cái biểu tượng hình tròn rồi mọi người. Chúng ta nhấp vào. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là chuyển đổi tài khoản, tức là chúng ta phải vào đúng cái tài khoản Gmail của chúng ta mà chúng ta đã đăng ký cái kênh á, như cô em đây, Cuộc Sống Miền Tây đây. Chúng ta sẽ nhấp vào. Thì khi mọi người nhấp vào nó vẫn ra như thế này nha mọi người ha. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục nhấp vào cái biểu tượng hồi nãy nữa. Rồi họ kêu chúng ta có thể là chuyển qua YouTube Studio để chỉnh sửa, hoặc là mọi người chúng ta nhấp vào. Em khuyên mọi người không nên tải cái YouTube Studio về. Nếu mọi người tải cái YouTube Studio về á thì mọi người nhấp vào đó nó sẽ chuyển qua cái ứng dụng của YouTube Studio, mọi người không có chỉnh được trên cái Google. Đó là cái lý do mà em khuyên mọi người ha. Thì đây là cái giao diện tổng quan của cái phần mà chúng ta sẽ chỉnh sửa hình ảnh rồi chỉnh sửa video rồi trên đây ha. Thì mọi người em sẽ giới thiệu sơ lược ha. Đầu tiên này là cái trang tổng quan, tức là nó sẽ hiển thị cho mọi người cái số lượt đăng ký, rồi kênh của chúng ta đang có bị gậy ăn bản quyền hay không. Rồi cái tóm tắt trong cái số lượt xem, rồi thời gian xem của chúng ta, rồi số liệu phân tích đầu có rất là nhiều. Rồi chúng ta tiếp tục chuyển sang cái phía dưới này, cái mũi tam giác này, đó chính là cái video.
Đây là sẽ hiển thị những tất cả những video mà chúng ta đã đăng tải lên. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục vào một cái nữa. Phía thứ ba này, đây chính là cái danh sách phát, tức là cái kênh của chúng ta có bao nhiêu danh sách phát đều hiển thị trên đây cả. Rồi tiếp tục. Dòng thứ tư, đó chính là cái số liệu phân tích về kênh. Thì ở đây nó có rất là nhiều mọi người. Trong đây nó có phân tích nâng cao, rồi phân tích trong vòng 24, hay là phân tích tổng thể, rồi phân tích so với tháng nào, nó có rất là nhiều. Nhưng mà nó dài dòng lắm, mọi người cứ vào kiểm tra nha. Rồi tiếp tục. Ở đây là cái bình luận, là tức là khi chúng ta nhấp vào cái này thì tất cả những bình luận mà người ta bình luận về video của mình đó đều hiển thị ở đây cả. Chúng ta có thể trả lời ha. Tiếp theo, đó chính là cái phụ đề kênh, tức là cái kênh của chúng ta có chuyển sang một phụ đề của một cái tiếng nào đó hay không. Bởi vì có rất là nhiều mọi người thấy kênh nước ngoài nhưng mà nó phụ đề là phụ đề với tiếng Việt được, thì đó là một cái vấn đề khác đó nha mọi người. Kênh chúng ta thịnh đó, thì chúng ta sẽ làm cái đó nó hay hơn, còn kênh chúng ta chưa thì chúng ta không nên mất thời gian cho cái vấn đề đó. C này tức là nó sẽ thông báo cho chúng ta là cái gì thuộc về bản quyền đó mọi người. Thì khi chúng ta nhấp vào đây thì những ai mà có ăn cắp cái kênh, cái video của chúng ta, tức là họ lấy về họ sử dụng mà họ chưa xin phép của chúng ta nè, rồi họ ăn cắp nguyên bản nè, hoặc là họ chỉnh sửa lại, đều hiển thị trên đây hết nha mọi người. Thì nó có là bao nhiêu phần trăm, ví dụ cái video của họ là 10 phút thì họ có bao nhiêu phần trăm là cái video họ sử dụng, là cái video họ sử dụng của chúng ta nó đều hiển thị. Nói chung YouTube này thuật toán rất là hay. Dấu ớt này biểu tượng của cái tiền đô la ha mọi người ha, tức là chúng ta có biết được là chúng ta đã được bật kiếm tiền, trở thành đối tác của YouTube hay không. Thì phía bên trái á, là cái số lượng đăng ký, và phía bên phải là cái lượt xem công khai. Sẵn đây em nói luôn ha, cái video này em sẽ trình bày sơ lược thôi, em chưa có đi sâu vào. Theo cái thông báo mới nhất, nói chung là cái điều khoản của YouTube á, mọi người muốn bật được kiếm tiền, một là mọi người phải tối thiểu là 1.000 người đăng ký, thứ hai là mọi người tối thiểu nhất là phải 4.000 giờ, 4.000 giờ nha. Đó. Cái thứ ba là mọi người sử dụng cái kênh của mọi người, là cái nội dung kênh nó phải trong sạch, nó không khỏa thăng, không có dâm dục, nó không có gây thù mất đoàn kết, hay là gì giết hại động vật này kia. Nói chung là cái kênh chúng ta phải sạch, là nội dung giải trí nè, nội dung bình thường nè, chứ chúng ta đừng có máu me, đừng có đánh lộn, đừng có chửi rủa này kia trong trỏng, là không có được cho mọi người. Chúng ta phải thỏa mãn những cái điều kiện đó của YouTube mới được nha. Rồi cái tiếp theo, cái hình biểu tượng này đó chính là cái phần mà chúng ta phải chỉnh sửa cho cái kênh chúng ta. Thì nó có bố cục xây dựng thương hiệu, thông tin cơ bản, tức là chúng ta muốn chỉnh sửa cái kênh của chúng ta như thế nào thì chúng ta vào cái phần này, phần cài đặt kênh á, nói chung như vậy đi cho nó dễ hiểu. Và cái cuối cùng là cái biểu tượng hình âm nhạc. Thì biểu tượng âm nhạc này như thế này mọi người, YouTube họ sẽ có một cái thư mục âm nhạc, đó chính là cái này, tức là những cái âm nhạc ở đây, những cái video nhạc này mọi người có thể sử dụng để tải về máy của chúng ta, và chúng ta có thể dùng trong bất kỳ cái video nào, tại vì nhạc này là nhạc miễn phí của bên họ cung cấp cho chúng ta được xài miễn phí để chúng ta lồng ghép vô những cái video, những cái nội dung của chúng ta. Nhưng đặc biệt mọi người không lấy tất cả những bài nhạc này mà chúng ta lắp ghép lại, rồi chúng ta làm một cái video nhạc chúng ta ghép lên là chúng ta nói nhạc miễn phí của YouTube, thì như thế chúng ta sẽ không được bật kiếm tiền, bởi vì họ nói là chúng ta sử dụng trùng lặp nội dung, tức là chúng ta không có cải tiến gì mới trong cái video cả, chủ yếu video đó chúng ta lấy lại từ những cái gì mà đã cáo rồi. Đó là một cái điều khoản mà chúng ta sẽ hạn chế sau này khi kiếm tiền ha. Thì bây giờ cái phần mà chúng ta chỉ cần lưu ý nhiều nhất á, là cái phần tổng quan này, để khi chúng ta xem kênh của chúng ta có bị ăn gậy hay không nè, rồi kênh chúng ta hiện tại được bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu giờ. Và cái thứ hai á, là cái dòng danh sách phát, cái thư mục này, tức là những cái video chúng ta tải lên thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta chỉnh sửa này kia các kiểu. Rồi chúng ta có thể nghiên cứu thêm nữa, đó chính là cái số liệu phân tích coi của kênh chúng ta có cái định hướng nó phát triển nó tốt hay không. Rồi cái cuối cùng là cái xây dựng thương hiệu hả mọi người. Thì đây là cái trang tổng quan cơ bản thôi, em sẽ làm cái video sau là em sẽ tiếp tục chỉnh hướng dẫn cho mọi người chỉnh ảnh bìa kênh trên cái điện thoại này ha. Và em cũng chốt lại luôn, một là cái key master phải có nè, cái hai là cái big ad. Thì mọi người vào CH Play mọi người tải tải xuống sẽ được, nhưng mà khi mọi người tải xuống key master này nó sẽ có cái logo là key master. Nếu mọi người mắc muốn mắc cái logo á, mọi người phải đóng tiền.
thì 1 tháng hay 3 tháng bao nhiêu đó, em cũng đâu trăm mấy 200.000 đó mọi người. Và biết ạt này cũng vậy đó. Khắp khúc thì mọi người được tải miễn phí nha, nhưng mà em khuyên mọi người á, chúng ta cứ vào cái YouTube của mấy anh chị trên cái bằng YouTube chúng ta tham khảo, thì họ sẽ có một cái đường link để chúng ta tải, gọi là cái tải phiên bản là mod lại mọi người. Nói chung em không có tiện nói ra, nhưng mà mod lại thì chúng ta xài thoải mái, chúng ta không cần phải tốn tiền, và chúng ta cũng không có logo luôn ha. Dạ em không có vô cái camera này được, tại vì em đang quay cái màn hình điện thoại là nó đứng, nếu em vô cái camera này thì nó chuyển sang là cái màn hình ngang, nên là khó, mọi người thông cảm cho em nha. Rồi cái em chia sẻ luôn một số kinh nghiệm là cái YouTube. Thì trước tiên á, chúng ta làm YouTube á, nó đòi hỏi rất là nhiều điều khoản, và chúng ta cứ edit từ từ mọi người. Chúng ta làm từng cái cơ bản, chúng ta không biết, chúng ta mò, chúng ta dọc, chúng ta học hỏi, thì từ từ mọi người sẽ edit lên. Ai cũng vậy cả, không ai mà bắt đầu để mà làm cái kênh nó được hoàn thiện ngon đâu. Chúng ta cứ chỉnh từ từ, chúng ta sẽ lên tay. Và khi mọi người sử dụng điện thoại á, em thấy nó rất là tiện, chúng ta có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, khi nào chúng ta rảnh chúng ta cứ lấy ra chúng ta chỉnh thôi, đơn giản nha mọi người. Mọi người cứ theo dõi cái video, cái kênh của em sẽ hướng dẫn tận tình từng cái một nhỏ, từ một nhỏ để mọi người chia sẻ làm cho nó thuận tiện, cũng như là tới bước nào là chắc bước đó ha. Cái video này hơi dài, chủ yếu là em tâm sự cho mọi người. Thì anh chị nào mà yêu mến thì cứ đăng ký ủng hộ em. Rồi những cái gì mọi người chưa biết á, mọi người cứ bình luận phía dưới đi, em sẽ giải đáp thắc mắc, và em làm từ từ đó. Để cho mọi người là tự cái cách mà chúng ta tạo cơ Gmail, tạo kênh, rồi chúng ta chỉnh sửa thương hiệu ảnh bìa, rồi chúng ta làm ảnh thumbnail, rồi chúng ta đặt từ khóa, chúng ta sale, rồi chúng ta kiểm tra nhạc nó bị bản quyền hay không, là chúng ta biết liền rồi mọi người đó. Mọi người tuyệt đối nha, tuyệt đối không được sử dụng những cái video của người ta đã đăng trên YouTube rồi mà mọi người copy chỉnh sửa edit lại, đặc biệt là nhạc. Cái thứ hai là cái hình ảnh của người ta, cái video của người ta. Tại vì YouTube á, thuật toán của nó rất là mạnh, rất là hay. Mọi người chỉ cần sử dụng một ít thôi, nó cũng biết báo về cái kênh của người ta. Thì cái đó á, chúng ta không khéo á, chúng ta sẽ bị ăn bản quyền, gọi là ăn gậy. Mà cầm một cái kênh á, bị ăn gậy 3 lần trong vòng 3 tháng, em nhớ không lầm, là sẽ bỏ kênh. Dù mọi người đang bật kiếm tiền hay không bật kiếm tiền gì, nó cũng đều bỏ kênh mọi người. Mà khi nó bỏ kênh rồi mọi người, thì coi như những cái tài khoản Gmail hay là những cái mà Google AdSense của mọi người đều mất, mắt trắng luôn. Nói chung là mắc kỳ lắm chạy luôn ha mọi người. Nên chúng ta làm chắc, chậm mà kỹ cho em, để chúng ta ngủ ngon mọi người ơi. Rất là khó chứ không phải đơn giản đâu. Em xin dừng cái video tại đây nha. Ở clip sau em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh ảnh bìa của cái kênh YouTube trên cái BigAd.